dữ hả? Chào quý khán giả đã trở lại với kênh Chiến sĩ Tin Dừa và Chị Tin Đen. Hiện tại mình đang ở dưới quê Bến Tre. Đang dưới quê Bến Tre mà nước ngập ghê không? Hồi này nước lên mà ở thành phố nó nước ngập hàng gì dưới quê là nước ngập rồi. Ôi, nước ngập ghê. Ôi, nước ngập nè. Ôi. Ôi. Thì mình về quê mấy ngày hôm nay thì cũng nghe cha mẹ mình nói là nước ngập khắp nơi, ai cũng than hết. Ngay cả nhà mình thì bữa mình quay lên cái cảnh ở hồ cũng ngập nè. Thì ở thành phố cũng vậy luôn. Ồ, không biết đứa nhóc dọc mà, giống trở về tuổi thơ quá. Đứa nhóc dọc. Mọi người thấy nước ngập không? Nước ngập không? Đó. Hồi xưa nước còn ngập dữ hơn nữa, bây giờ đã đỡ rồi đó.